Từ giây phút Tiêu Thanh xuất hiện ở tòa án, đã giải thích tất cả các nghi ngờ của anh trước đây. Bây giờ anh chỉ có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi cô ấy. Là vấn đề gì? Bắt đầu từ lúc nào cô ấy che giấu anh, lừa gạt anh, giúp đỡ ba cô ấy thu thập chứng cứ buộc tội ba anh? Ba không muốn ép buộc con làm việc mà bản thân con không muốn làm. Nếu con quyết định từ chối chuyện ra tòa, ba có thể hiểu. Trước giờ chưa có ai giống tôi, bị người ta đâm mà còn thích và cảm kích họ nữa.